bất ngờ đổ bộ giờ vàng sóng truyền hình Myanmar. Trong clip quảng cáo hiện đang xuất hiện dày đặc trên kênh MRTV4, MRTV6, các kênh truyền hình phổ biến nhất Myanmar, lúc 19 giờ và 20 giờ, ngôi sao hạng A của Myanmar là nay toe đọc rap quảng cáo gói cước tính theo từng giây của Mitel với điện thoại Bifone 3 xuất hiện trên tay người dùng đủ mọi đối tượng từ doanh nhân trí thức đến sinh viên, người nông dân. Nội dung vui nhộn, dễ nhớ, diễn viên nổi tiếng và phát dội bom trên các kênh truyền thông như TV. YouTube nên quảng cáo này được khá nhiều người dân Myanmar yêu thích biết đến. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, bà Đỗ Thị Thu Hằng, giám đốc truyền thông tập đoàn BKAV xác nhận thông tin này và cho biết hãng đã chuẩn bị kế hoạch đưa Bifone sang thị trường Myanmar từ tháng 1 năm 2019. Với việc xuất hiện cùng với Mitel trong clip quảng cáo mới nhất này thì khả năng cao Bifone 3 sẽ được định vị ở phân khúc cao cấp, phân phối qua nhà mạng Mitel của Viettel. Myanmar là một thị trường hấp dẫn các doanh nghiệp Việt Nam với gần 54 triệu dân. Điểm thuận lợi là thương hiệu Việt Nam được người dân sở tại tin cậy và yêu thích vì chất lượng tốt hơn so với hai đối thủ Trung Quốc và Thái Lan, giá cả phù hợp với thu nhập của người dân. Tại Myanmar, Bifone có thể tận dụng được cả hai đặc điểm này vì là sản phẩm cao cấp của Việt Nam, có chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt và giá cả lại chỉ ở phân khúc tầm trung. Ngoài ra, chắc chắn Bifone sẽ không phải đối mặt với những định kiến khắt khe với sản phẩm công nghệ trong nước như ở Việt Nam. Nếu bắt tay với Mitel thì đây là kênh phân phối và hỗ trợ khách hàng tốt cho Bifone bởi Mitel nhà mạng lớn thứ ba tại Myanmar và đang có tốc độ phát triển nhanh. Thanh Tân